có tầm một suất. Ủa rau một tí xong là mua chế đó. Đậy tao lại xuống ạ. Cái này phải đi xin phân chuồng của chú ở trên này này, cho vào nữa nó mới tốt được. Ủa xì mà lo mà mới dùng kia. Không, bây giờ đất thằng bạc màu quá. Đây nhiều, đây nhiều nhiều một tí đây này, đấy cái lá này. Ta là. Ta này, chín mùa này. Ồ. Một ô mỏ lắm. Ủa đâu? Ủa, ô tàu mà. Xong thì cái lên này cơm của bọn anh nhá. Thằng ấy cái lên đấy trước đi. Lo. Ôi. Ô, lì quá. Không biết là của cô nào không biết. Xin chào quý khán giả trên kênh của anh Nông. Cũng rất là lâu rồi. Đây là cái miếng đất mà anh Nông mua cho, thì dự định là sẽ làm như thế nào đây? Anh đang muốn là ở dưới đấy thì tạo được điện cho. Có gì à? Đây là đất từ dưới từ đây. Đây là chỗ ở của dế đây mọi người ạ. Đây đã mua rồi, hiểu không? Thì một là cái nhà và miếng đất nhỏ bên dưới nhà kia, thì nếu có ai mua thì mình bán đi để mình ra đây.
30 triệu nữa là cộng cái số của em là 40 triệu với đây rồi còn dư 50 triệu rồi, hơn 50 triệu một tí. Nó chưa được công cụ thể nhưng mà đại khái là hơn 50 triệu một tí. 50 triệu tiền về nuôi gia đình và phát triển kinh tế. Thì như anh Nông vừa chia sẻ rồi, về kinh phí làm nhà hiện tại, cái tham khảo, mong muốn là nhận được một cái tham khảo của các cô chú anh chị kinh nghiệm và công tác trong lĩnh vực xây dựng. Thông qua video này, Tám Giác Mạch gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Lãm đã có một cái món quà rất lớn gửi tới gia đình của Dế. Đấy, Dế gửi cho cháu, gửi cháu tiền cho cháu làm nhà. Việc chú Tám Giác Mạch thì anh xin cảm ơn anh rất là nhiều, cũng đã có cái tấm lòng vàng để hỗ trợ em Dế để tự xây nhà. Đều có cái diện tích canh tác và trồng trọt với nhau. Hơn 3 mét là từ giằng lên. Còn cái mố cột thì mình phải đào xuống ít nhất là đi dưới này phải 1 mét. Còn trên này thì 50 phân là được rồi. Đỡ chạy đấy. Cột nó đỡ chạy. Sau này mình còn đặt gạch nữa, mình còn sinh hoạt nữa, mình còn rất là nhiều thứ. Sau khi làm được như thế nó làm bếp, sinh hoạt bếp. Đúng. Bếp núc rồi là có thể làm một buồng ngủ ở dưới cũng được, cũng có thể được. Đấy. Cứu đến kênh để làm sao có thể kêu gọi thêm, kết hợp với anh Nông để có thể cùng nhau là kêu gọi thêm quỹ tài chính nữa. Và nơi ở trước khi em thực tế để lại có rồi. Tổng tiền mua chỗ này là bao nhiêu tiền nhỉ? 60 triệu em. 60 triệu của Dế là cái bao nhiêu? Cái 50. Tiền thì nhưng mà của cả Dế là dự trữ ở đây rất là thiếu. Đây nó không, nó thiếu cũng đúng bởi vì là nước của bà con ở bên này thì người ta để làm ruộng và sinh hoạt gia đình người ta bây giờ còn đang phải dùng kéo. Điện thì thời gian tới sẽ kéo chứ cái điện mình cần nhất thì lại không có chứng minh thư nên là cũng không thể đi làm được. Đấy, nên là mình phải đứng trên nha để... gì không anh? Các con chưa, bởi vì là từ hôm nọ đi làm thủ tục thì cũng chưa được quay lại về xã để làm cái chế độ chính sách.